Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình truyền hình trực tiếp ngày hôm nay. Hôm nay thì trên tay mình là chiếc iPad Pro Wi-Fi 4G 32GB. Hiện tại mình đang cầm trên tay của mình là chiếc iPad Pro phiên bản có màu hồng, màu vàng hồng. Thì phiên bản iPad Pro 9.7 inch là cái phiên bản iPad đang là model mới nhất trên thị trường. Thế nhưng hiện tại thì trên tay mình cũng đang có cái máy ở đây là máy mới 99%. Thì đa số những cái dòng này ở trên thị trường đều là máy mới 100% thôi. Thế thì cái máy mới 100% đang được bán ở trên thị trường với mức giá thấp nhất khoảng 16.800.000 đồng. Nhưng mà với cái phiên bản iPad Pro Wi-Fi 4G 32GB mình đang cầm ở trên tay thì nó có một mức giá rất là ưu đãi, cực kỳ rẻ. Và mình nghĩ rằng là các bạn có thể không thể tưởng tượng được là cái mức giá của nó lại rẻ đến như vậy. Mình xin tiết lộ mức giá của nó đang được bán tại Westcom với giá là 12.650.000. Mức giá mình xin nhắc lại là 12.650.000, rẻ hơn rất là nhiều so với cái mức giá bán máy mới 100% đến tận 4 triệu. Cái phiên bản iPad Pro này thì chúng ta thấy có cái sự nâng cấp đáng kể về, trước hết là về cái hình thức ở bên ngoài và cái thông số kỹ thuật ở bên trong. Trước hết thì mình đi vào cái phần ở bên ngoài trước. Thì với những cái phiên bản Wi-Fi 4G, các bạn thấy ở đây nó sẽ có cái dải anten này, giống như các cái phiên bản iPad trước là nó đều có cái dải anten này, dải nhựa này để kết nối 3G, 4G và LTE ở đây. Đó là sự khác biệt giữa bản Wi-Fi và Wi-Fi 4G. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy được là iPad Pro được nâng cấp lên sở hữu 4 loa. Đây, chúng ta thấy ở đây là 4 loa, 2 loa dưới, giữa là cổng Lightning, và tiếp theo phía trên chúng ta có thêm 2 loa nữa. Chất lượng âm thanh thì khi mình trải nghiệm âm thanh ở trên cái sản phẩm này thì mình thấy nó thật là tuyệt vời đấy ạ. Các bạn muốn trải nghiệm thì các bạn có thể qua showroom Westcom, các bạn có thể trải nghiệm cái sản phẩm này. Vẫn giữ nguyên cái thiết kế ở phía bên tay phải này thì chúng ta có cái phím tăng giảm âm lượng nhưng đã được bỏ đi cái phím gạt rung. Trên cái phiên bản iPad E1 này thì chúng ta vẫn còn giữ nguyên cái phím gạt rung. Thế nhưng từ phiên bản iPad E2 là chúng ta thấy Apple đã bỏ đi cái phím gạt rung này rồi, và được giải quyết cái phím đó ở trên, ngay trên cái phần mềm của máy. Phía sau này là chúng ta có cái camera được nâng cấp. Camera của cái sản phẩm này được nâng cấp lên camera sau là 8 megapixel và cho chúng ta bổ sung thêm cho chúng ta là đèn flash ở đây. Đây là cái phần mic thu âm ạ. Đó. Được nâng cấp lên rất là mạnh mẽ. Phía sau thì vẫn là logo táo ở đây. Logo ở đây là logo màu vàng. Logo màu vàng. Máy rất là mỏng. Thì mình sẽ đi về cái phần phía đằng sau, và bên phải đây chúng ta vẫn có cái khe cắm SIM dành cho những cái phiên bản là iPad Pro có sử dụng 4G. Phía bên này, bên trái thì chúng ta có cái chân để kết nối với cả cái bao da bàn phím của Apple Smart Keyboard. Phía trước thì chúng ta có camera trước này là 1,2 megapixel và cảm biến nhận dạng vân tay kết hợp nằm ngay trên phím home. Tuy nhiên nó vẫn là cái phím home vật lý, chưa phải giống như phím home ở trên iPhone 7 ạ. Như vậy là về tổng thể của máy, ở giữa vẫn là cái chân sạc Lightning ạ. Về cấu hình của máy thì chúng ta có máy này, màn hình là kích thước 9,7 inch, iPad Pro 9,7 inch, có độ phân giải là 2732 nhân với 2048 pixel, màn hình Retina. Với cái sản phẩm này thì được trang bị
bộ nhớ là 32GB. CPU là tốc độ 2,26, RAM là 2GB. Hệ điều hành của cái máy này thì được cập nhật từ hệ điều hành iOS 9. Chip của nó là chip A9X đấy ạ. Đây là cái thiết kế của cái phiên bản iPad Pro. Mình xin bổ sung lại về cái độ phân giải màn hình nhé. Độ phân giải màn hình của cái máy này là 2048 x 1536 ạ. RAM của nó là RAM 2GB ạ. Về cái độ cái kích thước của nó là 240 x với cả 169,5 x với cả 61 mini ạ. Cái này là độ mỏng của cái máy này thì nó tương ứng với cả cái iPad E2 ạ. Ngoài cái phiên bản iPad Pro 32GB thì hiện tại bên shop USCom cũng đang có sẵn cái phiên bản iPad E1 phiên bản 32GB đang được bán với mức giá là 6.950.000, và mình thấy là cái phiên bản iPad E32GB này đang được rất là nhiều người đặt hàng. Và cái những phiên bản này thì cũng đều đang có khách người ta đặt trước rồi. Thì mới về thôi ạ, mới về ngày hôm nay, ngày mai sẽ được giao đến tay khách hàng. Với cái iPad E32GB này thì cái cấu hình của nó là chip A7 1.3GHz và RAM của nó RAM 1GB. Bộ nhớ trong thì có cái bộ nhớ dung lượng là 16GB và 32GB, nhưng hiện tại trên tay mình đang cầm là dung lượng là 32GB. Camera trước của nó là 1.2MP. Cái phiên bản này thì là phiên bản có kết nối Wi-Fi và 4G. Phía trên này là có giắc cắm tai nghe. Phía dưới thì chúng ta có hai cái chân, chúng ta có cái chân cắm Lightning, cổng sạc Lightning, và có hai loa ở hai bên ạ. Logo táo thì chúng ta nó là màu đen. Logo đây là logo màu đen bóng. Camera đây. Camera này thì không lồi giống như trên iPad Pro và cũng không được hỗ trợ đèn flash. Phía trên này giắc cắm tai nghe 3.5 này. Với cái phiên bản Wi-Fi 4G thì chúng ta có khe cắm khai SIM ở đây. Đó. Phiên bản này là iPad E1 32GB màu gray, màu xám, đang được bán với giá là 6.950.000 tại USCom. Và với cái mức giá đó thì cũng được bảo hành lỗi đổi trong vòng 6 tháng. Và các bạn cũng được tặng kèm theo bộ phụ kiện gồm củ sạc và cáp sạc kháng chính hãng Titan. Chào bạn, bạn có thể đặt lại câu hỏi được không ạ? Bạn ơi, bạn có thể đặt lại câu hỏi được không ạ? Tại vì là mình vừa như không thấy được cái comment của bạn ạ, nó đã trôi mất rồi ạ. Với cái sản phẩm này thì được tặng kèm theo cái củ sạc hàng chính hãng nhé, Titan ạ, và giá màn hình ạ, với cả ốp lưng bao da đấy. Các bạn có câu hỏi thì có thể comment phía bên dưới ạ, comment đi ạ, mình có thể trả lời cho các bạn. Hàng mới 99% thì đây các bạn có thể thấy là gần như là không có tì vết gì ạ. Rất là mới và đẹp ạ. Với iPad Pro thì số lượng của chúng ta tương đối là hạn chế. Đây là phiên bản màu hồng, vàng hồng của iPad Pro. Đây là màu gray của iPad E1 32GB. Hai phiên bản này đều là 32GB ạ. Các bạn nào có câu hỏi gì không ạ? Rồi có lẽ giờ này thì các bạn cũng đang còn bận đi chuẩn bị
đi chơi với người yêu và ở bên gia đình có thể xem chương trình truyền hình trực tiếp trên TV thay vì là những cái chương trình ở trên YouTube như thế này. Thì mình hy vọng là các bạn có thể theo dõi cái chương trình này vào một thời gian gần nhất. Và các bạn có thể đặt lại câu hỏi comment phía bên dưới, bên mình sẽ tư vấn cho các bạn nhé. Rồi, thì bây giờ xin cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình và theo dõi cái chương trình lên sóng của mình ngày hôm nay. Rất vui khi được gặp lại các bạn trong cái thời gian sắp tới. Mình sẽ trả lời các comment của các bạn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong clip lần sau.